có điểm số đầu tiên. Rất nhanh, Huy Hoàng đã lấy được bóng. Và 3 điểm của Huy Hoàng. 3 điểm tính cho đội Buffalo. January. Huy Hoàng. Tiến Dương. Huy Hoàng quyết định ném 3 điểm đến từ vị trí của Huy Hoàng và 3 điểm tính cho Huy Hoàng. Huy Hoàng cơ hội để ném 3 từ góc phong độ. Một steal rất hay đến từ vị trí của Huy Hoàng. Huy Hoàng và Tiến Dương đã đánh lại ném vào Jeremy Smith đối đầu với tranh tâm rất lắt léo. Huy Hoàng đã steal được bóng. Russo Smith. Huy Hoàng ba điểm, ba điểm tính cho Huy Hoàng. Một tình huống phòng thủ tốt của Hà Nội Buffalo. Vẫn là Huy Hoàng. Eurostep. Một tình huống xử lý tốt của Huy Hoàng. Vẫn là Huy Hoàng. Huy Hoàng ném ở cổ chai. Chính xác và 2 điểm cho Huy Hoàng. Đây là Huy Hoàng. Huy Hoàng có thể ném 3 và 3 điểm. Bóng hơi mới của Huy Hoàng. Huy Hoàng quyết định đột phá vào trong. Dứt điểm thì đã có lỗi. Lỗi điểm cho Huy Hoàng. Và quê. Huy Hoàng ném ở góc 45. Và 3 điểm tính cho Huy Hoàng. Máy chạy. Rất tốt. Đánh luật của Huy Hoàng. Tiếp tục là một turnover. Tiếp tục là những turnover của các cầu thủ Đà Nẵng Dragon. Huy Hoàng tuyệt vời, đánh cho rất hay. Đánh vào cho Huy Hoàng. Huy Hoàng rất đổ tên. Đã chậm dãi những thủ bóng của mình. Vẫn có được hiệu suất cao. Đó là 3 điểm được ghi